1, 2, 6, 7. Lơ. 1, 2, 6, 7. Lơ. 6, 7. Lơ. Hi. Ok, xin được chào mừng tất cả các bác đã cùng quay trở về với Quonono. Và tiếp tục các cái video thì ngày hôm nay em sẽ tranh thủ một chút thời gian để cùng lên video giao lưu tới tất cả các bác với những cái bộ mic và hàng BBS. Đợt này thì là em sẽ lên cho tất cả bác với một cái mã rất là hiếm trên thị trường, MF511, được chưa? Một năm thì có lẽ là bọn em chỉ nhặt được khoảng tầm một lô này thôi. Một năm em chỉ nhặt được một lô MF511 này thôi. Đấy, bởi vì hàng này là hàng rất là hiếm các bác nhé. Hàng này là hàng cực kỳ hiếm luôn. Và đặc biệt đây, ngày hôm nay thì em cũng có những cái tay rất là đẹp để gửi đến các bác. Và em sẽ giới thiệu qua một chút về đầu thu, cũng như là sau đấy em sẽ cho các bác cùng xem những cái tay, được chưa? Kết cấu của các cái tay, và sẽ thử chất âm cho các bác nhé. Ok các bác, đi qua trên siêu online một lượt đăng ký kênh, nút đỏ phía dưới nếu chưa đăng ký nhé. Và em sẽ giới thiệu qua một chút và xem báo cho các bác một giá rất là tốt cho với những cái bộ mic BBS hàng chính hãng, hàng bãi xịn này, được chưa? Ok, chúng ta đi ra tham khảo, đi vào tham khảo cái đầu thu các bác nhá. Thì cái đầu thu của cái đầu thu của dòng MF511, đây là một mã rất là cao của BBS, được chưa? Mã này mã rất là cao của BBS, thì nó cũng giống tương tự như kiểu kiểu các cái dòng của US900 mà thời gian vừa rồi mà em cũng đã bán rất nhiều rồi. Thì thiết kế của nó gần giống nhau các bác nhá. Gần giống nhau. Đây là một dòng 6 số cũng có cảm biến tự ngắt luôn. Được chưa? Mặt sau đây, đặc biệt đợt này thì về nó đẹp mà đến từ những cái râu nó vẫn còn zin các bác nhá. Nói luôn đợt này là cái râu nó vẫn còn zin luôn. Được chưa? Đây râu BBS đây, zin luôn. Được chưa? Râu zin của BBS các bác nhá. Đấy, BBS này, râu zin này. Còn nguồn thì em không có nguồn zin các bác nhá. Tất cả các hàng bãi bên em về là nguồn không có nguồn zin, được chưa? Chỉ có dâu zin thôi, đầu thu tất cả các thứ zin hết. Đấy. Và em giới thiệu qua một chút đầu thu, sau đó em sẽ cho các bác xem những cái tay này. Tay ngày hôm nay rất đẹp luôn, được chưa? Và em báo cho các bác một giá rất là tốt cho các bác chơi. Đấy, các bác đừng bỏ lỡ video này. Ok. Đây, thiết kế mặt sau của nó đây. Chúng ta có jack 6 ly AB cộng. Tức là các bác chỉ cần cắm lên có thể sử dụng hai vế luôn, và jack 6 ly của hai vế riêng biệt dành cho hai mic, được chưa? Con này sử dụng vỉ tím đây, hộp sóng BBS đấy. Nhìn linh kiện của hàng BBS hàng chính hãng thì bao giờ các bác nhìn nó cũng rất là khôn đúng không ạ? Những ai mà yêu thích âm thanh hoặc là ai mà yêu thích các cái dòng micro của BBS thì nhìn như thế này thì không có gì xa lạ với các bác rồi, rất là xịn sò. Với dòng này thì các bác karaoke gia đình hoặc là làm sự kiện thì có thể là khá ổn định, được chưa? Em đã test sóng rồi, em đã test sóng con này rồi. Nhà em test ở ngoài đường nó rơi vào 6-70m vẫn ok, được chưa? 6-70m vẫn ok. Đấy, sóng này các bác có thể làm sự kiện kẹo kéo hoặc là karaoke gia đình thì rất là tuyệt vời. Với cái ưu điểm của cái dòng BBS thì tiếng rất là sật, thật tiếng các bác nhá. Ok, em cho các bác xem tay luôn này, cho bác xem tay luôn này, xong em báo luôn các bác một cái giá rất tốt này. Ok đây, ngày hôm nay em có 5 bộ mic BBS MF511. Đây là cái mã BBS hàng rất là hiếm. Một năm thì có lẽ là em chỉ săn được một lần thôi, được chưa? Rất là hiếm với những cái bộ mic này. Đấy, đây, kết cấu đây. Đa số nó còn nguyên lẫy pin các bác nhá. Đa số nó còn nguyên lẫy pin, được chưa? Đặc biệt cái dòng BBS chính hãng này của nó thì cái chân pin này không bao giờ bị rỉ được. Đấy, không bao giờ rỉ. Đấy, rất là bền, rất chắc chắn, được chưa? Con này sử dụng côn 2 tầng nhé, côn 2 tầng cam trắng đó. Và em nói luôn là hàng bãi thì không thể nào tránh khỏi được xước xác. Thế nhưng cái lô này thì em đã lướt qua một chút sơn của nó không khác gì zin cả các bác nhá. Đây các bác nhìn này, đây em mở cho các bác xem này, không khác gì là sơn zin cả. Và em nói luôn là sơn này em đã ấy qua một chút cho nó đẹp, bởi vì là hàng bãi thì nó xước xác nên là chuyện rất bình thường. Thế nhưng mà em tuốt qua một chút rồi. Chính vì thế là cái chữ BBS này vẫn còn nguyên này, được chưa? Nguyên zin luôn. Đấy, sơn không khác gì của nhà máy luôn, em nói luôn, được chưa?
tránh trường hợp các bác bảo zin sao đẹp thế. Đấy, hàng bãi thì đương nhiên là không được đẹp này đâu, mà được đẹp như này thì đương nhiên là em đã tua qua một chút rồi, đúng không? Cái quan trọng nó vẫn giữ được cái bản chất zin của nó các bác nhé, vẫn giữ được cái bản chất zin của nó, được chưa? Để cho tất cả các bác cùng chơi. Ok, đây, ngày hôm nay có 5 bộ mic BVS MF511 đấy, đã lên qua cho tất cả bác rồi. Lên qua về đầu thu này và tay cầm, được chưa? Đầu thu và tay cho các bác cùng xem rồi đấy, và em sẽ báo giá luôn cho tất cả bác, sau đây em thử lại chất âm cho các bác cùng nghe này. Với ngày hôm nay có 5 bộ mic, được chưa? 5 bộ mic BBS MF511, hàng cực kỳ hiếm luôn, rất là hiếm, một năm em chỉ lấy được về một lần thôi đấy. Tay chân đây, đầu thu đây các bác nhé. Và bên em đang bán với cái sản phẩm này với cái giá cạnh tranh trên thị trường, tốt nhất thị trường ngày nay, 2.500.000 em sẽ bao ship tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác, được chưa? 2.500.000 em sẽ tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác, đặc biệt là tay chân này, chống lăn chụp đít này, chụp đít BBS này đấy, chống lăn chụp đít đầy đủ cho các bác nhé, được chưa? 2.500.000 em sẽ bao ship và tặng đầy đủ dây giáp phụ kiện cho các bác. Các bác nhận hàng được quyền kiểm tra hàng sau mới thanh toán, được chưa? Đây là bản 6 số có tự ngắt các bác nhé. Đấy, có tự ngắt. Ok, mà em sẽ thử test alo lại chất âm cho các bác nghe. Đây chưa? Đây rồi. Lên thôi. 6 7 lơ 1 2 6 7 lơ. Khá là ok. Dạ, em sẽ thử test một chút karaoke cho các bác cùng nghe. Cái ưu điểm của dòng này thì là tiếng cũng rất là thật, phải nói là tiếng cũng thật. Sáu hi sáu bảy lượt một hai sáu sáu bảy trước hôm người đón tôi nhằm ngày thì sắp tới nên tôi chưa trả lời, hôm nay xong hết rồi tình bạn sống trong tôi, thư này thành câu nói lời. Em chỉ alo qua thôi, bởi vì là thực sự là thời điểm này là em cũng đang có một chút vấn đề về cổ họng, cho nên các bác hết sức thông cảm cho em. Bây giờ em chỉ alo thử test lại cho tất cả các bác cùng nghe cái chất âm của cái bộ mic này thôi. Ok các bác nhé. Các bác đi qua Phương Hồng Trâm xin một like, một đợt đăng kênh, nút đỏ phía dưới nếu mà chưa đăng ký này. Và với những bộ mic này thì em sẽ đọc lại cho tất cả các bác nhé. Với những cái bộ mic BBS, được chưa? Hàng MF511 có tự ngắt các bác nhá. Thì bên em đang bán sản phẩm này với cái giá là 2.500.000. Tất cả các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại 0982 838695, hoặc là kết bạn Zalo hoặc nhắn tin cho em qua số điện thoại 0982 838695 để cùng đặt hàng với những bộ mic BBS này nhá. Ok, cảm ơn các bác rất nhiều cùng xem video của em ngày hôm nay.